Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình và mình là Pao VN đây. Thì hôm nay, mình sẽ tổng hợp những bãi farm mastery tốt và nhanh nhất cho những ai đang cày ở giai đoạn đầu game. Những bãi farm này sẽ thuộc bên C1 và 2 nha, và nếu mọi người thấy thiếu, hoặc là cảm thấy còn bãi farm nào tốt thì hãy comment xuống dưới nha. Và khi xem video, mọi người đừng quên like và subscribe nha. Đến với bãi farm đầu tiên ở C1, thì bãi farm này sẽ nằm ở đảo đấu trường nha. Trên đây sẽ có hai bãi level 250 và 275. Thì nếu mọi người đang muốn cày mastery cho những item đầu, thì mọi người nên chọn bên 250. Vì theo mình thấy vị trí các NPC cách nhau khá gần, nên sẽ tiện cho mọi người trong việc kéo các NPC lại để farm, cũng như là sẽ tiết kiệm được một chút thời gian. Bãi farm tiếp theo là ở đảo người cá nha. Thì trên đây cũng có hai bãi farm, level 375 đến 400. Thì mọi người nên chọn bãi level 400 nha. Mặc dù bên đây khá xa, nhưng bãi farm này một phần, kinh nghiệm sẽ nhiều hơn. Và khi mọi người farm bên đây, ngoài farm mastery, mọi người còn có thể được thêm xương cá để có thể dùng để nâng cấp item về sau. Ok, đến với bãi farm thứ ba sẽ ở trên đảo trời nha. Thì trên đây cũng sẽ có hai bãi level 450 và 475. Bãi 450 ở đảo trời 1, còn bãi 475 thì ở đảo trời 2 nha. Thì theo mình thấy cả hai bãi đều farm khá ổn, nhưng mọi người vẫn nên chọn bãi 475 vì kinh nghiệm sẽ nhiều hơn nha. Sau khi qua C2, thì việc farm mastery sẽ trở nên dễ dàng hơn trước. Và bãi farm đầu tiên mà mình cảm thấy khá tốt là bãi farm level 775. Đây là bãi farm cho những ai đang cần farm mastery khi mới qua C2. Với vị trí spawn các NPC gần, sẽ khá tiện cho mọi người kéo lại và farm. Và bãi farm thứ hai nằm ở đảo nóng và lạnh nha. Thì bãi farm mà mọi người nên chọn là bãi level 1100 này nha. Với vị trí spawn khá gần, sẽ dễ dàng cho mọi người có thể farm mastery tại đây. We'll be right back.
Ok, và bãi farm cuối cùng sẽ là bên đảo Lâu Đài Tuyết. Thì trên đảo sẽ có hai bãi farm, nhưng mọi người nên chọn bãi level 1350, sẽ dễ farm hơn nhiều.